Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh ngọ tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh lọ bàng thổ ngày canh ngọ tức chi khắc can nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm lọ bàng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, xung với tý hình ngọ, hình dậu, hại xỉu phá mão và tuyệt hợi. vài tuổi xung khác trong ngày tuổi nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng tuổi quý giàu, kỳ giàu, ất xỉu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, sáu mọi việc, sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao hà khôi, hay còn gọi là sao cậu giáo, sáu mọi việc, nhất là về khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mạo dậu cho nên bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm thực tế là hai bạn đều chỉ muốn tốt cho đối phương nhưng tiếc rằng lại chẳng hiểu được ý của nhau nên gây ra những hiểu lầm không đáng có và trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn mệnh nên cần phải bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải, tìm cách để ngồi lại trò chuyện, tâm sự với người ấy nhiều hơn nữa. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ, chứ đừng có quá căng thẳng như vậy. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, cũng đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, cho thấy công việc của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bạn mệnh biết cách sắp xếp được thời gian để giải quyết những vấn đề cấp bách trước nhất và hạn chế được những nguy cơ phá vỡ con đường thang tín của bạn ở phía trước. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc được suôn sẻ và thuận lợi vô cùng. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tình duyên trắc trở không được như ý tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải học cách bao dung và tha thứ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên hiểu cho cái khó của đối phương và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 3, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi dậu tuổi thân, tuổi tỷ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang trải qua một nhiều có điểm báo gặp nhiều mâu thuẫn với chính bản thân mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày của cục diện Sửu ngọ tư hại cho thấy bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như là cách nói chuyện của mình. Có thể những vấn đề không quá mức nghiêm trọng, nhưng chính vì mọi người chưa hiểu được ý của nhau nên mới sinh ra sự tranh cãi, bất đồng càng ngày càng gay gắt. Xong, là người một nhà thì nên bao dung, bạn hãy cố gắng hạ bớt cái tôi của mình xuống để gia đình được hòa thuận. Và ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tự Sửu cần phải tiết chế cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ gây ra dây dưa để lâu ngày lại ảnh hưởng tới công việc của mình về sau, ảnh hưởng tới con đường tăng tín của mình nữa. Về tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh để tránh mắc sai lầm. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy đừng có quyết định chuyện gì quá vội vàng. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa nên tập trung hơn vào công việc. Từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề không thể nóng vội. Từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc buồn bã ủ giọt, cũng không thay đổi được gì. Về đánh giá của ba tuổi xỉu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, Xuyên tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ, cho nên, bạn đang có được vận quý nhân dẫn đường trị lối Nếu như bạn không muốn đánh mất đi cơ hội hạnh phúc của mình Thì cần phải chủ động lên Bạn mệnh đang đứng trước những mối nhân duyên khá chi là lý tự nữa Với bạn tuổi dần, bạn hãy cố gắng để lựa chọn người thực sự phù hợp với mình Đừng có để cho những thứ phù phím Khiến cho bạn mù quáng mà lỡ mất tình yêu đích thực Hôm nay, tình yêu sẽ tới gõ cửa trái tim, liệu bạn có mở cửa hay không? Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, góp phần, thêm sự may mắn cho bạn trong ngày hôm nay, khi với những khó khăn trở ngại trước đó dần tan biến, với bà tuổi dần còn biết cách lợi dụng thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh nữa. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, may mắn nhiều trong công việc. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cần phải nắm giữ tình yêu của mình. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, đừng có để cho người mình yêu phải bị tổn thương. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, cần phải phát triển năng lực của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mão Xuyên tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão bạn đang cần một người để thổ lộ tâm tình xoa dịu những nỗi đau về tình cảm ngày này bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có Mão Ngọ tương phá với bạn cố tỏa ra mình cứng rắn nhưng trong lòng lại toàn là nước mắt người ấy khiến cho bạn bị tổn thương rất nhiều, đặt nhiều tình cảm ở đối phương nhưng cuối cùng lại chẳng được đền đáp xứng đáng. Có thể điều này sẽ khiến cho bạn tuổi mão mất một thời gian để hồi phục lại tinh thần. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được thêm những dụng khí để để dám nghĩ dám làm nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp với mình Bản mạnh cần phải chủ động để nắm giữ lấy thời cơ thể hiện bản thân mình hơn nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dám nghĩ dám làm là dám thành công tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa trở nên kỳ vọng quá nhiều ở người khác tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ cần phải chấp nhận vấp ngã và đứng dậy tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có nhiều vấn đề không thể nói bỏ qua là bỏ qua từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim bạn nên tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu đen, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi Hợi tuổi Mùi tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bà tuổi thìn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn càng ngày càng được thịnh vượng. Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do thì có được một ngày buôn may bán đắt, được thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng lúc nào ngơi bạn mệnh tuổi thìn cũng có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Ngày này, bạn đang gặp được ngày có tài khí vượng, rất thuận lợi. Nếu như muốn khởi nghiệp, với bạn cũng có thể bắt tay vào làm ngay từ lúc này, chứ có để cho mình phải hối hận vì đã để bộ lỡ mất thời cơ tốt. Và ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có hòa dưỡng cho thổ cho nên với những cố gắng và nỗ lực trong bày tỏ tình cảm của mình cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận khi mối quan hệ đã được xác nhận người ấy sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc cho bạn nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tài khí vượng rất dễ kiếm tiền tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ kinh doanh buôn bán được thuận lợi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng có bỏ lỡ tình yêu khi nó đến gần tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim bạn có thể sẽ cần thêm nhiều thời gian tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có những vấn đề phát sinh bất ngờ và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có được báo hiệu đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu lứa đôi khi mà bạn đang gặp được ngày có quý nhân tam hội giúp cho bạn hàn gắn những vết nứt trong chuyện tình cảm trước đó. Hai người thực sự hướng về nhau cho nên sớm muộn gì cũng ở bên nhau mà thôi. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, sẽ sớm thoát khỏi những định kiến của chính bản thân mình khi bạn bị tình yêu làm cho rung động. Và với bạn tuổi tỵ đừng cố trốn tránh khỏi thực tại vì lo sợ điều này điều kia, bạn không thể nào đảm bảo cho mình luôn an toàn trong cuộc sống này. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tỵ nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử ở nơi công sở, đừng có quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình với mọi người, bạn cần nên khéo léo hài hòa là hơn, tránh làm mất lòng những người làm việc chung cùng với mình mỗi ngày. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình yêu là khi hai người hướng về nhau, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, bạn cần phải khéo léo, linh hoạt hơn. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng có để mình phải hối hận về sau này. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, cần phải cẩn thận nói thẳng, làm mất lòng nhau. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, đừng có tích gì lời nói chân thành của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tử ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này làm cho bạn không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được và với bà tử ngọ cũng không thể nào hiểu được chính mình trong ngày hôm nay bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tử ngọ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi ngọ còn có thể gặp thêm những rắc rối trong chuyện tiền bạc, có thể bạn sẽ đánh mất tiền của ở trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng trong ngày này. Cái chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, vì vậy bạn cần phải có đầu óc tính toán rõ ràng. Yếu tố may mắn chỉ phụ thuộc thêm mà thôi và bạn tuổi ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị ngã ngựa và chẳng thể nào chống đỡ lại được nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy đừng có để cho mình xa vào suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải hiểu rõ chuyện mình đang làm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ có nguy cơ mất tiền hao của. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đừng có cho rằng mình có thể làm được mọi thứ. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. từ V tuổi mùi thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi cần hãy tận dụng cát khí trong ngày hôm nay để kiếm con đường tình duyên cho mình khi tình yêu đang được vượng sắc Ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày cuốn lục hợp quý nhân chia chở đào hoa bắt đầu khởi vượng báo tin vui chuẩn bị về với bạn. Và với bạn tuổi mùi, đừng có chần chừ do dự nhiều thêm nữa, bởi bạn càng chần chừ thì càng có nguy cơ đánh mất đi tình yêu đáng lẽ thuộc về mình. Chẳng có ai đứng ở một chỗ chờ đợi mãi, bạn bộ lỡ một lần, có khi phải chờ đợi thêm cả trăm năm nữa mới có được. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, công việc của bạn trong ngày này không được suôn sẻ cho lắm. Bản thân bạn đang có những cảm xúc thất thường cho nên cũng chẳng mấy tập trung vào công việc, đây cũng là điểm báo dạy hiệu cho bạn mà thôi. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc không được như ý muốn, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đào hoa vượng, tình duyên khởi sắc, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên nhanh chóng đưa ra quyết định, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chớ nên để mình làm mất đi cơ hội tốt. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có thể cần phải chờ đợi thêm nữa. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là rất có thể với bạn tuổi thân trong ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn về phương diện tài lộc nhưng trong chuyện tình cảm thì chẳng có được vận may như thế quả là điên tình đổ bạc đây không phải là điều với bạn tuổi thân mong muốn chút nào ngày này với bạn tử thân á đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh làm cho bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được những vận may hiếm có khi mà không mất quá nhiều thời gian và công sức số tiền mà bạn thu về trong ngày hôm nay xứng đáng để quy về vận may luôn cho bạn tất nhiên vẫn có yếu tố năng lực quyết định song không cần phải quá quan trọng ở điểm đó nhất là khi gia đình của bạn đang có nhiều lục đục trong ngày, bạn đang gặp họa kim mâu thuẫn như vậy. Và với bạn tuổi thân, cũng nên dành thời gian cho những người thân yêu của mình nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, may mắn giúp cho bạn phát tài. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, dễ rơi vào cạnh điên tình đỏ bạc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, cách chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc dễ cảm thấy chán nản và bất mãn về mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hãy cố gắng để kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này đang có được báo hiệu khi bạn gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh đứng ra giúp đỡ cho bạn có được nguồn thu nhập ổn định và vững vàng. Bạn mệnh tuổi dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Song ngũ hành xung khắc cho thấy đây là tín hiệu khá đáng ngại cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khi có nhiều vấn đề phải xử lý. Với bạn tuổi dậu, đừng có để cho những mâu thuẫn bất đồng tồn tại quá lâu khiến cho tình cảm dần phai nhạt đi. Xong, với bạn tuổi giàu, bạn cần phải thử tìm cách để nói chuyện thẳng thắn, chân thành cùng người ấy để tìm ra cách tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Chớ nên để chua tới lúc không còn gì có thể cứu vãn được, mới hối hận thì đã muộn mất rồi về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên chọn cho mình người phù hợp tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa Trở nên buông bỏ thứ quý giá tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tiền bạc trong ngày hôm nay không túng thiếu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc có nhiều vấn đề phát sinh không mong đợi tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mâu thuận càng ngày càng sâu sắc vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ, cho nên với bạn đang có được nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu lứa đôi, chỉ cần bạn muốn và gật đầu là người ấy sẽ là của bạn, tình cảm giữa hai người sớm đã được xác lập chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa mà thôi. Ngày này, đối với các cặp vợ chồng cũng sẽ cảm thấy có được nhiều cơ hội để hâm nóng tình yêu, bạn và người ấy sẽ dần hiểu nhau nhiều hơn, có khi tâm ý tương đồng, chẳng cần phải nói nhiều cũng hiểu được ý của nhau. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tốt cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, góp thêm niềm vui cho bạn trong ngày hôm nay khi mà công việc của bạn làm ăn kinh doanh buôn bán cũng vô cùng là thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn. Bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để quản lý về tài chính cho thật tốt nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, kinh doanh buôn bán được phát tài, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có được cơ hội để hoàn thành công việc của mình, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm càng ngày càng thắm thiết, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh Kim, không cảm thấy có vấn đề gì nhiều, tử vi tuổi Nhâm tốt, thuộc mệnh Thủy, may mắn luôn ở bên cạnh. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và hôm nay với bà tuổi hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại làm cho những chuyện từ đơn giản thành ra phức tạp vô cùng và bà tuổi hợi bạn vốn dị chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ lại thành ra kẻ có mưu mô khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh công việc của bạn cũng vì thế mà mất đi sự hành thông thuận lợi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có họa thủy bất dung. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn và người ấy vẫn chưa tìm được những điểm để phát triển. Giữa hai người vẫn đang còn tồn động một bức tường vô hình ngăn cách khiến cho tình cảm không thể nào cháy bỏng hơn nữa. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sẽ đánh mất tình yêu của mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gắng. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc bị tiểu nhân hãm hại mất thanh danh. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim công việc tiến triển theo chiều hướng xấu. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cách chuyện tình cảm của bạn càng ngày càng bế tắc. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่งเจ้าของไลน์